rất tối, rất tối. Bật đèn lên, bật đèn lên. Thấy được cái sự hy nghi của nó. Ồ, xa xa nghe được tiếng chó. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Bình An, huyện Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang. Và trước mắt cô bác quý anh chị đó là hình ảnh anh hai, người mà sẽ đồng hành cùng Bùi Hồ cũng như các anh em để thực hiện một cái chuyến hành trình khám phá những hòn đảo còn hoang sơ ở trên xã Bình An này. Và có những điều thú vị như thế nào thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nha. Bên kia là cái hòn rễ lớn và bên đây là hòn rễ nhỏ cô bác quý anh chị. Thì trong hai hòn này thì hòn bên kia thì chỉ có một hộ sinh sống và lúc trước là Bùi Hồ đã có quay rồi. Còn hòn bên đây thì theo anh em mình quan sát thì có vẻ đây là một cái điểm họ đang kinh doanh du lịch. Chúng ta nhận thấy ở những cái thảm cỏ rất là xanh ở đằng kia. Nhìn từ xa thì những cái hàng cây á rất là đẹp, nó bao trùm lên cả một cái hòn đảo là một cái màu xanh. Đó, và ở đây thì mình thấy một cái bến tàu đằng kia, chắc có lẽ là mình nhờ anh Trí sẽ lấy cho mình lại cái bến tàu đó để mình tham quan cuộc sống ở trên hòn đảo này như thế nào. Điều đặc biệt là thấy là khi vô hòn đảo là mình thấy một hàng dừa xanh ha. Xa xa này có những cái máy che màu đỏ. Trong cái sự tích về hòn rễ nhỏ thì khi mà trong một lần đám nam trước đây cái trong một lần đám cưới cô bác quý anh chị thì chìm tàu, đưa rước dâu chìm tàu và cô dâu với chú rể phụ bay qua tội qua hòn rễ nhỏ này, thì chú rể chính qua hòn rễ lớn bên kia. Thì đó là một trong những cái sự tích về hòn rễ đó. Thì không biết là như thế nào, bây giờ mình sẽ cập cảng ở đây, cập bến ở đây. Anh Trí ơi, qua đây anh, vô đây thử anh. Cô bác quý anh chị, lúc đầu Bùi Hồ lên đây nghĩ họ khai thác du lịch ở đây, nhưng mà mình lên đây mình cảm thấy một cái sự hoang sơ vắng lạnh trong những cái mái nhà này. Anh Trí ơi, đây có thể là ngôi nhà hoang. Ừ, cái đầu tư không được, người ta bỏ. Đúng rồi, một cái ngôi nhà hoang trên đảo. Bây giờ nó sắp, người ta xây rồi, thấy không? Bây giờ anh em mình sẽ lên nha anh Trí nha. Nói chung là nơi đây cũng đây, cô bác quý anh chị thấy không, lần đầu tiên mà thấy được căn biệt thự bỏ hoang giữa đảo anh Trí ha. Đây là căn biệt thự bỏ hoang giữa đảo. Một thì theo mình suy nghĩ đây là những cái dự án resort, còn hai là những đại gia họ ra muốn ra đây họ ở, nhưng mã một thời gian thi công không thành công thì họ đang bỏ hoang ở đây. Và chúng ta thấy sự hư hao theo năm tháng ở đây nè cô bác quý anh chị, đây nè thì anh Trí thấy không, sự nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào hai anh em mình ha. Đây nè, đúng rất lâu lắm rồi đó, rất ghê. Cái này có thể cho dầm kìa. Chỉ cần một cơn gió lung lay nhẹ theo thôi là có thể các kiểu này nhà cũng đẹp chứ hồ. Đúng rồi. Có thể là mình khu du lịch nào đó. Ở đây ngay cả những cái con vật. Cẩn thận anh Trí, đi theo em nha. Không khí vắng lặng thấy ghê không anh Trí? Ghê không? Cặp núi luôn. Đây có một phòng. Cô bác có gì thấy không? Hình như có vẻ là họ đang xây một cái resort hay là cái gì đó anh Trí. Lớn lắm, đâu phải vậy đâu. Cái gì? Lần đầu tiên mà em đi khám phá như thế này luôn á. Ừ. Vô đây thử đây học, cái gì phòng đây nào. Ừ. Nó còn mới dữ luôn á trời, trong đây cũng còn hơi mới nè. Đây là mới nè. Qua đây anh. À, phòng tắm á gì em ơi. Rất tối, rất tối. Bật đèn lên, bật đèn lên. Cũng lớn dữ lắm, nhà lớn á. Nhà vệ sinh hay gì ta? Hình như có vẻ đây là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh, vậy là cái quán này ta xây chỗ phòng toilet nam hay này nè. Nam đây, nữ chắc bên đây quá, mà vô bên đây chưa? Đúng rồi, đây vô, quẹo vô.
Đây là nhà vệ sinh. Bị ồ đúng rồi, nam nữ nè, đúng rồi. Vậy là ở đây là người ta làm cái nhà hàng kinh doanh ăn á. Đúng rồi, có thể là dự án họ đang gọi là resort bỏ hoang ha. Ừ, đúng rồi. Đúng không anh? Đúng rồi, chỗ đó là đường đi xuống là bên nam bên nữ á. Ừ. Còn đây là cái chỗ dám gặp phòng để phòng ấy á. Ăn uống rồi đó. Ờ, ăn uống á, đúng rồi. Mà dưới này nè, mình thấy gạch đó, nó cứ rớt lạng đã thôi. Nên là nữ hai anh em đi coi cây cối trên này nè. Ở đây, ở trong này nè, đây điều đặc biệt anh vô đây. Nhìn ra hướng biển, họ ý đồ họ xây dựng, họ đợi một cái cửa sổ để ngắm về hướng gió biển bên này nè. View cực kỳ đẹp. Nhưng mà trước khi thực hiện này thì đúng không? Quá đẹp luôn thấy không? Ngắm cảnh này. Nhưng mà bây giờ trở thành một dự án bỏ hoang. Bên đó là như bỏ hoang thấy gì kìa, hồ ơi, cái mí trên cao kìa, thấy không? Có bên nhà mà đi, đi. Bây giờ mình sẽ tham quan hết một cái khu đảo có những cái resort bỏ hoang ha. Hey, anh Trí ha. Ừ. Anh Trí cũng chịu đi với mình lắm cô bác của anh chị. Hiện nay đảo này thì chỉ có hai anh em mình đi thôi. Đi thôi. Đây là những cái gì anh Trí? Đây cái lồng ta để đặt ba cái gặp cua cá rồi cái mú rồi á hồ nè. Mấy nè bỏ mồi vô đây cái đầu nó chui vô đây nè. Ồ. Ta đặt gặp á. Mấy người dân á ta để á. Đúng rồi. Ghê quá. Nguy hiểm là nguy hiểm từ những cái máy dồn ở đằng kia á. Cái này cũng xây cũng lâu dữ lắm anh nè hầu ha. Mình thấy họ đang xây lâu lắm rồi đó. Đang khai thác du lịch lịch nhưng mà chưa đưa vào khai thác thì đã bỏ hoang rồi. Ừ. Đúng không anh? Đúng rồi, nó cũng hành khung hết trơn, hành nhà đầu có hết trơn nhưng mà nửa đường sao người ta không biết xây nữa, không biết sao ha. Đúng rồi. Nói chung là nhìn vô khung hình thì họ đang quy hoạch rất là đẹp luôn á. Ừ. Và đây là một trong những cái bãi tắm mà họ đang quy hoạch nè, thấy không? Đúng không anh? Ừ. Ồ, chúng ta nhìn thấy cái bãi tắm này vô được cái nào hầu? Dạ. Cái đường này nè, cái con này đi qua đây, cái con này vô cũng được nữa ha. Ờ, đúng rồi. Quá trời, cái cây cũng cây đẹp đẹp không nè, làm kiển đẹp quá ha. Ừ. Ở đó là đảo gì anh? Đồ đảo gì tao cũng không gành luôn nữa. 99 cái đảo mà đâu tao biết đảo gì. Ở đây giống giống như Nam Du ha. có khúc ha. Tại đây thì chúng ta lại thấy một cái này. Cái view này cũng nhìn ra biển rất là đẹp nhưng mà tất cả đều hoang sơ hết à. Hả? Ở đây thì ngoài mình với anh Trí ra thì trên đảo này không còn ai cả. Ồ những cái dự án họ họ đang làm dang dở. Này xây ra mấy kiểu gì hết trời. Màu gì hầu. Cái này kiểu gì xây cái gì hầu. Em cũng không biết luôn. Hay là cái quầy nước của người ta. Ồ anh nói đúng đó. À. Có thể đúng đó. Có vẻ như là ở đây họ đầu tư rất là lâu rồi. Và đường đi thì khá là vắng lặng. Mình nãy giờ mình cũng khá là tìm kiếm nhiều nhưng mà không thấy một hộ dân nào ở nơi đây. Mong thì gặp một cái hộ dân nào đó thì mình sẽ hỏi về cái tình hình quy hoạch ở trên đây như thế nào. Có những hàng dừa xanh gì rất là đẹp ở đây luôn nè. Không lẽ là một cái hòn đảo lớn như thế này mà anh em mình lại tìm kiếm trong vô vọng. Ô ở trên đó có một cái nhà. Ôi cô bác quý anh chị, ở trên đó có một cái nhà ở trên đó kìa. Mong là nhà dân chứ không phải là nhà bỏ hoang nha. Ở đây những cái hòn đảo này nó màu xanh, một màu xanh rất là đẹp luôn, như là đảo. Bây giờ thì anh em mình sẽ qua khu bên đây. Nguyên một cái hòn đảo như thế này mà chỉ nghe cái âm thanh duy nhất từ mấy anh em mình đó là tiếng chim. Có một cô. Chào. Chào cô nha. Cô chơi iPad luôn kìa. Ở đây mình có cung cấp thức ăn nước uống gì không cô? Ủa không hả? Cô ở đây có mình hay vậy? Trời. Ồ vậy là hai mình. Tại đây mình không có khai thác, không có kinh doanh gì, thành ra đâu không có mua bán gì hết. Nhưng mà thấy là ở dưới đó là có xây cất đồ hoành tráng đó mà. Ơi. Thì theo chị đó chia sẻ thì đây là một cái dự án mà họ bỏ gần 20 năm rồi. Và hiện nay thì đảo này vẫn là một cái đảo hoang. Và hôm nay thì mình đi chân không luôn á. Bây giờ để khám phá những nơi bí ẩn. Đây một cái căn nhà hoang trên đảo này nè cô bác quý anh chị.
đây đường đường xá thì nó đã mọc tùm những cây dương sỉ nè, những cây gừng nguyên sinh nè. Đây thì cũng phải rất là cẩn thận mới được, tại vì đôi khi những côn trùng có thể là công trình gọi là hàng chục hàng trăm tỷ, nhưng mà họ lại bỏ hoang một cách hoang lạnh như thế này, chúng ta cảm thấy rất là đáng sợ. Nhà mà bỏ hoang là mang hơi hướng cho mình một cái điều gì đó nó rất là huyền bí và tâm linh. Ở đây có một bậc cầu thang đi lên rồi nè. Giờ anh em mình sẽ bước lên đây. Ồ, đây có một cái cổng giống như cổng trời anh ha. Đẹp ha. Và đó là một cái bậc thang đi xuống luôn ạ. Bây giờ mình sẽ đi giáp qua bên đây. Ở đây là những cái căn phòng view cực đẹp luôn. Không biết đầu tư như thế nào ha. Quá đẹp anh. Ha. Bước qua đây. Hôm nay và lần đầu tiên làm một cái clip thay đổi khẩu vị cho cô bác quý anh chị, đó là khám phá đảo hoang. Bây giờ mình căn biệt thự bố hoang. Ôi trời ơi, đường đi thì phủ đầy những cái lá mà bị ủ mục lên á. Đúng rồi, qua đây. Dự án này thì theo anh Trí là nó khoảng bao nhiêu tiền? Không đoán được đâu. Tiền cổ biết nhiêu ha anh Trí ha? Mình sẽ đi từng phòng hết luôn. Anh đừng nên bước vô những cái lá cây này nha. Anh biết sao không? Biết sao? Cho anh Trí ra đây ở, anh Trí có dám ở không? Mỗi phòng con vợ được không? Quá trời phòng luôn. Cái này gì vậy? Okay, công trình chưa gắn labo, chưa dán gạch vô thì đã bỏ hoang đến thời điểm bây giờ. Dây à, ống nước hả? Ở đây chúng ta mới thấy được cái sự huy nghi của nó. Ồ, xa nghe được tiếng chó. Chắc có lẽ là anh nào đó bị chó gực. Phải không? Thôi đi anh. Bước xuống anh Trí hả? Mình qua lối bên đây đi. Rồi anh em mình sẽ đi xuống luôn ha. Qua đây. Nãy giờ anh có đếm được là bao nhiêu phòng không? Nhưng mà toàn bộ công trình này hơn cái gần cả trăm tỷ á, bây giờ nó hơn. Ba cái thạch sắt này không nó biết còn như là bước lên đây là bước lên đây hay à. Xây cái này xây đâu. Đá này vận chuyển khó lắm bộ. Thiết kế độ làm cũng lâu lắm, người ta làm lâu lắm. Phải là đất bằng nhưng mà cái chỗ ấy người ta làm nó có đất thiết kế cực kỳ. Hôm nay thì về đây khám phá đảo hoang. Đảo căn nhà hoang, màu hoang thật sự luôn á. Vắng lặng nha anh Trí ha. Ây da. Trời. Mới đạp lên trái xoài hết không?